Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Vườn Của Chuối. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em bó một cái bầu, bó một cái bầu như thế này. Bó một cái bầu này gọi là một cái bầu của cây ổ rồng. Đây là một số cây ổ rồng con. Loại này nó có tên là Elephantotis. Tai của nó khá to, mình sẽ để hình cây trưởng thành đây cho anh em tham khảo nha. Đây là một số cây con mình mới tắt được, và hôm nay thì mình sẽ đây mình mới tắt được những cây như thế này. Những cây này là những cây mình bắt buộc phải tắt thôi anh em, chứ cây này khá nhỏ. Mới đầu là mình tắt những cây to như thế này nè, thì rễ nó nhiều hơn, nhưng mà vì lý do là cái bảng này nè. Nếu anh em xem thì anh em để ý sẽ thấy mình có một cái bảng elephant, mình trồng nó như đây thì nó mọc từ đằng trước ra đằng sau luôn. Đây là cái mặt sau của nó, hai cây, và nó mọc ra thì không có cái bầu, không cái bầu thì nó mọc sát vô đây luôn. Sát vô đây thì cơ bản là nó sẽ rất là lâu lớn, nó sẽ mọc bám vô đây, và đến khi mà nó được một cái tròn to như như trên cái bầu đó thì khá lâu. Đó, mình phải cắt ra như thế này để mình mới lấy được cái rễ của cây con ra nha anh em. Đây là tên của nó đây. Đó. Thì mình làm những cái bầu vậy và để mình ghép lại về cái bảng đó cho nó màu lớn, nó màu đẹp, rất là đơn giản luôn nha anh em. Thì trước tiên là mình cần chuẩn bị rêu, thứ hai là dây cước, đơn giản cực kỳ. Để mình đeo cái đồ bao tay vô đã, tại mình kéo cước anh em, cước này nó khá là nhỏ sắc nên rất là dễ đứt tay. Thì mình lấy một bầu rêu như thế này, rồi cuộn lại. Đây là cái cách đơn giản nhất anh em có thể làm. Rồi đây, to nhỏ là do mình nha anh em. To thì mình lấy nhiều rêu, nhỏ thì mình lấy ít rêu. Sau đó bỏ một đầu dây cước lên, đầu còn lại. Đây, anh em đợi mình tí. Ok, như này thì anh em có thể thấy rõ hơn rồi nha. Đây, to hay nhỏ là do mình. Cây này nó cũng vừa vừa thôi, nên mình cũng làm vừa, không cần làm to lắm. Chỉ cần anh em biết làm tại sao làm cái này thì nó mau lớn không? Bởi vì khi mình làm cái này nè, cái lá trắng nó ra anh em, cái lá trắng nó ra thì nó sẽ bám vào cái này, nó bám vào cái này. Hai ba lá là mình thấy cảm giác nó lớn rồi, thực ra thì nó cũng không lớn đâu, nhưng mà cảm giác của nó lớn. Rồi, cuốn lại, anh em cứ vậy cuốn thôi. Đơn giản cực kỳ luôn nha anh em. Mấy cái này thì một số người họ làm họ sẽ không chịu chỉ anh em đâu, bởi vì nó quá đơn giản đi. Người ta sẽ cố tình làm như thế nào đó cho nó cảm giác nó phức tạp hơn một xíu. Mình là cảm giác như vậy nè. Mình cũng có xem qua một số chỗ của một số anh em, của một số anh em khác làm, mình cảm giác nó khó khăn, nó phức tạp lắm. Này mình trồng mình thấy rất là đơn giản, rất là dễ luôn. Đây nè, đó là được một cục tròn rồi nè, nhưng mà mình cảm giác nó hơi nhỏ thì cho mình cho thêm vào. Đó, cứ như vậy thôi, và không cần tròn nha anh em. Anh em cứ cuốn đi, bởi vì rêu mà lúc sau rồi mình sửa nó tròn, bóp bóp mấy cái là nó tròn. Vấn đề là cuốn cho rêu nó khỏi rớt ra là được. Rồi ok, anh em thấy dễ không? Đây này, chỗ này lồi nè anh em thấy không? Chỗ này lồi nè, bóp lại, vò vò nó lại, rồi tròn quay luôn. Đơn giản, quá đơn giản luôn, anh em thấy không? Bỏ cây vô, đục một cái lỗ. Đây, đục một cái lỗ ở đây đi, để cho rễ nó vô trong nó giữ ẩm tốt anh em. Đây là cái cây ổ rồng của mình, anh em thấy rễ không? Có mấy cọng đó, gom nó lại nhét vô cái lỗ, rồi bóp lại, sau đó cuốn tiếp. Anh em lấy rêu, lấy gì, cứ cuốn tiếp, cuốn lên lá trắng nó luôn nha anh em. Đó, này thì muôn thuở không bao giờ nó rớt ra được, và sau đó mọc lên cái lá trắng mới thì nó che cái dây cũ lại.
Một vấn đề nữa là cái lá trắng này nó có bị cuốn vô thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi vì nó vẫn còn ở ngoài, diệp lục nó vẫn còn, rễ diệp lục nó vẫn còn cái gì, đúng rồi, nó vẫn còn thì nó vẫn quang hợp được, và rễ nó trong nó giỏm thì nó nước thôi. Rồi anh em cắt đứt sợi dây này đi, anh em kỹ thì anh em cột rút nó lại, còn không kỹ thì để như mình là được, nó cũng chả rớt ra được bởi vì dây nó mỏng. Đây, kết quả cuối cùng là mình có một tác phẩm như thế này. Rồi đây, đây là một số cái trụ, một số cái cục rêu mình đã cuốn được như thế này. Anh em thấy ổn định không? Đây cây mẹ của nó này. Trồng mà nó sát quá thì nó lâu lớn, như cái này nó ra lá trắng mà nó chỉ cần ra lá sâu nó to hơn cái lá này. Đó, lá sâu này, nó to hơn lá này, nó che đây thì anh em nhìn cảm giác nó rất là lớn luôn. Đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái nào đó, lấy cây mẹ này đi. Vì đầu tiên là mình cần một cái bảng, bảng thì bảng gỗ hay bảng nhựa gì cũng được tùy anh em. Bảng nhựa ở đây mình sử dụng lại cái bảng nhựa cũ của nó, cái trụ rêu, cái cục rêu hồi nãy mình làm đây. Rồi mình sử dụng một sợi dây rút hoặc là dây gì đó cuộn là được, nói chung tìm cách nào đó cố định vào đây là được, không có cần gì hết á. Rồi bây giờ như bảng nhựa này thì anh em cứ làm như mình là được, còn nếu mà dùng những cái bảng khác đó thì anh em có thể là đó, làm cách nào đó đơn giản anh em cho vô đây. Còn nếu mà anh em muốn thẩm mỹ hơn nữa thì đục một cái lỗ ở đây, để đây mình làm thẩm mỹ luôn cho anh em xem. Mà tính ra cũng không cần, bởi vì sau lá trắng nó ra anh em, sau lá trắng nó ra rồi thì đây không đủ nên đục lỗ đi, đục cái lỗ giữa cái rêu nè, đục qua. Như này thì nhìn mình sẽ không thấy được cái dây mình cố định nó như thế nào. Sau đó cho dây luồn cái dây rút này qua. Luồn dây rút nó qua như thế này giữa cái trục. Rồi phần còn lại thì luồn vào cái đây. Luồn vào cái bảng nhựa này. Bạn nhựa này nó có lỗ lỗ này khó, chứ nếu mà bạn gỗ anh em chỉ cần một phát một là được, cột ngoài thôi đó, chả khó khăn gì đúng không anh em. Rút lại anh em chỉ cần mất đâu đó 5 phút cho công việc trồng cái cây ổ rồng này. Rồi ok, anh em thấy như thế nào, quá đơn giản đúng không? Sau lá trắng nó sẽ ra, lá trắng nó sẽ ra, nó ôm hết cái này, anh em cảm giác cái bụi rồng mình nó sẽ rất là to luôn. Chứ còn trồng mà nó sát như này thì cảm giác nó lâu lắm. Đơn giản không anh em? Rồi ok, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Anh em thấy hay thì anh em đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình có động lực mình làm thêm nhiều clip hay nữa để phục vụ anh em nha. Chào anh em.